quý vị khán giả của Việt TV Canada. Trong bản tin Canada hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 12, Đức Mỹ xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Báo tuyết ở thủ đô Ottawa. Thưa quý vị, theo những loan báo của Sở khí tượng Canada, thì một trận bão tuyết đến miền Bắc tỉnh bang Ontario mà đặc biệt là thủ đô Ottawa vào những ngày đầu tuần 11 và 12 tháng 12. Luôn gió lạnh ở Alberta Clipper thổi đến sẽ đổ xuống từ 10 cm cho đến 15 cm tuyết trong vùng thủ phủ Ottawa trong hai ngày thứ hai và thứ ba. Nhiệt độ trong hai ngày bão tuyết xuống còn khoảng là âm 10 độ C. Những Jackie Santas biểu diễn quyên tiền cho bệnh viện di Đồng Toronto. Trong một buổi sáng hôm thứ Bảy ngày 9 tháng Chạp và dưới thời tiết lạnh lẽo của ngày mùa đông, một nhóm người chỉ mặc quần áo tắm màu đỏ và trắng, màu của quần áo của ông già Noel đã chạy bộ ngoài đường phố trong khu vực Yorkville của thành phố Toronto để mà quyên tiền giúp cho Bệnh viện Nhi đồng Toronto. Cuộc diễn hành có tên gọi là The Toronto Santa Spiro Run và các người tham dự chạy bộ 3 số trên các con đường Bay, Yorkville và Cumberland theo ông Mark Freeman của ban tổ chức, thì một cuộc thi bắt đầu từ năm 2005 mà lúc đầu người ta chỉ nghĩ đó là một cuộc chơi vui chứ không phải là một cuộc tranh tài và dần dần đã có những cạnh tranh xem ai là người sẽ quyên được nhiều tiền nhất. Từ năm 2005 cho đến nay thì số tiền quyên góp cho Bệnh viện Di đồng Toronto đã lên đến 320.000 đô la. Trình diễn thánh ca trong mùa Giáng sinh năm 2017 Trong tối hôm Chủ nhật ngày 10 tháng Chạp, trên 1.500 người đã ngồi chật nhà thờ St. Andrew và St. Paul ở thành phố Montreal để mà tham dự một buổi hát thánh ca thường niên The Montreal Christmas Singing do đài CBC tổ chức để quyên tiền cho từ thiện. Số tiền quyên góp được trong buổi tối hôm Chủ nhật đã lên đến 7.360 đô la. Đây là một cuộc hát thánh ca hàng năm lần thứ 38 tại nhà thờ này trong thành phố Montreal. Trận bão tuyết đầu tiên trong năm theo như tin tức được Sở Khí tượng Canada công bố vào hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 12, thì một trận bão tuyết đầu tiên sẽ đến vùng thủ phủ Toronto trong những ngày sắp tới. Một luồng gió lạnh bắt cực hội đến vùng đại thủ phủ Toronto vào buổi chiều hôm thứ Hai ngày 11 tháng 12 sẽ mang theo một trận bão tuyết đến khu vực này. Luồng gió lạnh bất cực đã làm nhiệt độ ở vùng đại thủ phủ Toronto xuống đến mức là trừ 17 độ C. Số khí tượng Canada cũng đã khuyến cáo cư dân trong vùng nên mặc ấm khi mà ra ngoài trong tối ngày thứ hai. Từ tối thứ hai cho đến sáng hôm thứ ba thì số lượng tuyết rơi sẽ khoảng từ 5 cm cho đến 10 cm tùy khu vực. Các giới chức an ninh cũng đã khuyến cáo những người lái xe đi làm trong buổi sáng hôm thứ ba phải chuẩn bị đối phó với bão tuyết, phải đi sớm hơn vì sẽ bị kẹt xe trên xa lộ xe phải chuẩn bị cho việc sử dụng trong mùa đông như là phải có những bánh tuyết thay những quạt nước đã quá cũ. Những người đạp xe đạp ở thành phố Montreal chuẩn bị cho việc di chuyển trong mùa đông. Thông thường khi mà mùa đông đến, khi mà tuyết bắt đầu rơi thì người ta chuẩn bị xếp xe đạp vào kho chờ đến mùa xuân sẽ mang xe ra trở lại. Chuyện này không xảy ra ở thành phố Montreal khi mà người ta vẫn đạp xe đạp trong những ngày mùa đông. Và theo những thống kê thì có đến 180.000 người đã đạp xe đạp trong mùa đông, từ tháng Chạp cho đến tháng 3 năm sau. Những ngày mùa đông với thời tiết khắc nghiệt ở miền đông Canada đã làm khó khăn cho những người đi đạp xe đạp. Và ngay cả những người có kinh nghiệm vì những nguy hiểm mà người đạp xe đạp phải đối phó như là tuyết, băng và mưa băng bám trên đường. Phần lớn những người đạp xe đạp vẫn đạp xe trong mùa đông vì họ thích, vì lý do bảo vệ môi trường và vì lý do sức khỏe, muốn tập thể dục. Cô Elizabeth White, một sinh viên ở thành phố Monjo đã cho biết cô sẽ dùng xe đạp đi về miễn là nhiệt độ trong ngày không xuống quá mức là âm 20 độ C. Chúng ta cũng biết là trong những ngày mùa đông ở miền đông Canada thì có ít nhất mà nhiệt độ xuống đến dưới âm 20 độ C. Cô Elizabeth White cũng cho biết là cô là sinh viên nên một ngày ngồi rất nhiều, ngồi trong lớp, ngồi học bài cho nên cô cần một cách tập thể dục thật mạnh mẽ, có thể hít thở nhiều dưỡng khí như là việc đạp xe đạp hàng ngày. Trong tháng 2 năm ngoái, thì thành phố Montreal đã đứng ra tổ chức một hội nghị trên toàn thế giới về việc dùng xe đạp trong mùa đông với mục đích là yêu cầu các giới chức trong các thành phố trên thế giới thiết lập những phương tiện cho những người đạp xe đạp trong mùa đông. Những dự án được nói đến cho việc dùng xe đạp trong mùa đông như chế tạo những chiếc xe đạp lớn hơn, những bánh xe lớn và thành phố sẽ có những vỉa hè được sưởi ấm làm tăng băng giá. Công ty xe mướn xe đạp BC Montreal cũng sẽ dự trù sẽ cho mướn xe đạp nguyên năm. Phòng tập thể dục đầu tiên dành cho người đồng tính ở thành phố Edmonton. Một phòng tập thể dục đầu tiên dành cho người đồng tính ở thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta đã được khánh thành hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 12. Đây cũng là một phòng tập thể dục đồng tính đầu tiên ở tại Canada. Ông Kel Ferro, người đồng tính ở thành phố Edmonton, đã thiết lập một phòng tập có tên là Queer Flex này cho những người cùng giới tính với ông. Sau khi mà ông gặp những kỳ thị khi mà tập ở những phòng tập thể dục bình thường. Ông Ferro cho biết diện tích của phòng tập Queen Place không lớn lắm cho nên hiện thời thì phòng tập này chỉ nhận những người đồng tính vào tập mà thôi. Tin buồn cho loài chuột ở thành phố Vancouver theo như tin tức vừa được, một tổ chức về đời sống hoang dã White Group công bố hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 12 thì có những dấu hiệu cho thấy là số lượng những con cú đến thành phố Vancouver đã gia tăng. Đây là tin xấu cho những loài chuột cống và chuột nhất. Theo ông Rob Hobbs của tổ chức The Orphan's Wildlife Rehabilitation Society, thì chuột cống và chuột trong nhà là những khó khăn hiện đang xảy ra cho thành phố Vancouver. Tuy nhiên là cũng theo ông Hobbs, thì với số lượng những con cú gia tăng trong thành phố, thì nạn chuột có thể sẽ giảm bớt vì một phần những mồi của loài cú là những con chuột. Tuy nhiên, loài cú cũng gặp khó khăn khi mà di chuyển vào thành phố. Những con cú có thể sẽ bị thương tích khi mà chúng đâm đầu vào những cao ốc mà có tường bằng kính và các cửa sổ. Những con cú cũng có thể sẽ bị thương tích vì xe đụng. Những con cú cũng có thể bị nhiễm độc vì khi chúng ăn những con chuột đã bị ăn phải thuốc độc do người tìm cách đánh thuốc độc những con chuột này. Trên 40 nhân công làm việc cho một nhà kính đã phải vào bệnh viện. Thưa quý vị, theo tin tức vừa công bố hôm thứ Bảy ngày 9 tháng Chạp, trên 40 nhân công làm việc trong một nhà kính trồng cây đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu về bị nhiễm khí độc carbon, mà trong số này có 10 người ở trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra tại một nhà kính của nông trại Quinces trong khu vực của Lapnur của thành phố Delta. Cơ quan cấp cứu tỉnh bang BC cho biết 13 chiếc xe cứu thương đã được gửi đến để mà đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Trong số các nạn nhân có đến 32 bệnh nhân đã ổn định và 10 người khác ở trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Guy McIntosh, phó trưởng ti cấp cứu tỉnh bang, thì tai nạn xảy ra khi mà căn nhà kiến không có hệ thống thoát hơi đầy đủ khi mà các nhân viên dùng máy rửa chạy bằng khí đốt. Khí độc carbon là một khí rất độc, không màu, sắc và không mùi vị. Những người bị nhiễm độc khí carbon có những triệu chứng như sau. Nhức đầu, nung mửa, chóng mặt và mất định hướng, cuối cùng có thể sẽ chết. Những vị dân cử Canada có hai quốc tịch Theo như những tin tức vừa công bố thì có một dân biểu ở nước Úc đã phải từ chức vì người này có hai quốc tịch Canada và Úc đại lợi. Luật của nước Úc không cho phép những người có hai quốc tịch làm đại diện cho dân. Người có hai quốc tịch nếu mà muốn ứng cử các chức vị dân cử sẽ phải xin hủy bỏ quốc tịch thứ nhì. Việc cấm đoán này không có ở Canada và người ta thấy có những dân biểu, những thường nghị sĩ có hai quốc tịch theo bản tin của đài CBC thì có đến 56 người sinh ở ngoài quốc, hiện là thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang. Trong số 56 người này có 22 người có lượng quốc tịch. Những vị dân cử nổi tiếng có lưỡng quốc tịch phải kể đến dân biểu Tony Clement từng là tổng trưởng trong chính quyền của cựu thủ tướng Harper, dân biểu Era Kali và thượng nghị sĩ Tony Diop. Những dân biểu Canada có lưỡng quốc tịch với các quốc gia Afghanistan, Lebanon, Nha, Ba Lan, Pakistan, Syria, Hoa Kỳ và cả Anh Quốc. Tại Canada, một người muốn ra ứng cử dân biểu liên bang chỉ cần có những chứng nhận là người này có quốc tịch Canada, đúng 18 tuổi và không có những án tích phải đi tù với thời gian hơn 2 năm. Muốn được vị thủ tướng đương nhiệm được chọn làm thượng nghị sĩ, người được chọn phải ít nhất là 30 tuổi, phải là cư dân của tỉnh bang mà người này sẽ được chọn làm thượng nghị sĩ đại diện và phải có cơ sở địa ốc ở tỉnh bang này với trị giá trên 4.000 đô la. Những nữ dân biểu có đến 3 quốc tịch là bà Sama Jahid, là người có 3 quốc tịch Canada, Anh và Pakistan. Bà dân biểu Jahid đã sinh ra ở Anh quốc với thân phụ là một người Pakistan. Bà đây sau đó sinh di dân cùng gia đình qua tại Canada. Những người Canadians phải mua sản phẩm cho em bé đắt hơn những người đồng cảnh ở tại Hoa Kỳ. Theo bản tin của đài CBC, thì những bậc làm cha làm mẹ tại Canada phải chi phí cho những chi tiêu cho những đứa con nhỏ nhiều hơn so với những bậc cha mẹ ở Mỹ. Sau khi được bác sĩ cho biết là sẽ sinh đôi, thì bà Kelsey Hamilton và chồng ở thành phố Toronto sẽ chuẩn bị mua gấp đôi những thứ cần dùng cho hài nhi vài tuần lễ trước ngày làm bồn. Bà Hamilton đã mua trữ các sản phẩm cho em bé như là tả, thức ăn cho em bé, xe chở con có hai chỗ, hai cái nôi và đã phải bỏ ra một món tiền lớn. Bà Hamilton cũng nhận là số tiền bà phải chi tiêu cho con nhỏ nhiều hơn những người bạn cùng đồng hành cảnh ngộ ở Hoa Kỳ. Cũng theo sự điều tra của chương trình Marketplace của đài CBC, thì ngay cả sau khi mà đã tính vào sự khác biệt về giá trị của đồng giá kim và mỹ kim, thì những bậc cha mẹ ở Canada đã phải chi tiêu gấp đôi so với sự chi tiêu của những bậc cha mẹ ở Mỹ. Quý vị khán giả vừa theo dõi phần tin tức Canada ngày hôm nay của Việt TV Canada. Xin quý vị đừng chuyển kênh, nước Mỹ sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại để gửi đến quý vị bản tin thế giới.